Xin chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Đầu Tư Từ Đâu. Chúng ta cùng đến với phần nhận định thị trường phiên ngày hôm nay. Như vậy, ngày hôm nay VN Index tiếp tục có một phiên tăng hơn 4 điểm, nhưng thanh khoản thì cũng chưa tăng nhiều lắm, vẫn chỉ khoảng cao hơn phiên ngày hôm trước nhưng thấp hơn so với bình quân khoảng 14.300 tỷ sau khi trừ đi thỏa thuận. Thế thì ngày hôm nay chúng ta nhiều nhà đầu tư cũng chia sẻ với tôi là thị trường điểm lên nhưng quá khó ăn, bởi vì là ngày hôm nay chúng ta thấy là mặc dù là điểm số lên, chỉ số lên nhưng chúng ta gọi là một cái phiên xanh bỏ đỏ lòng. Bởi vì sao? Bởi vì là số mã giảm trên sàn HO lại nhiều hơn so với số mã tăng. Điều này thể hiện là rõ ràng là cái việc kiếm lời trên thị trường là cũng không dễ dàng mặc dù là điểm số đi lên. Thế thì ở trong cái trạng thái thị trường như thế này thì chúng ta cũng phải chấp nhận thôi, bởi vì là bây giờ chúng ta chỉ có thể tính toán được rằng là chỉ số tiếp tục có khả năng đi lên tiếp và VN Index vẫn hướng đến cái vùng 1155. Thế thì cái câu chuyện bây giờ để mà chúng ta kiếm được lợi nhuận thì tôi nghĩ là nó không còn dễ dàng như giai đoạn trước nữa, bởi vì lên đến giai đoạn này tại vì tâm lý hoài nghi lúc thì lo ngại thị trường tăng liên tục không chỉnh, ngày hôm nay thì lo là dòng tiền tập trung vào các cái cổ phiếu trụ đấy, khiến cho là các nhà đầu tư nghĩ rằng là bây giờ cũng không biết làm thế nào cả. Thì theo tôi là chúng ta vẫn nên tập trung vào các cái điểm mua cổ phiếu, nếu cổ phiếu thỏa mãn các điểm mua chúng ta cứ mạnh dạn mua, nếu đà này mà cổ phiếu chúng ta bị phạm vào các tiêu chí bán chúng ta vẫn bán, còn nếu mà chúng ta muốn tận dụng cái việc là xanh vỏ đỏ lòng như này để kiếm lợi nhuận thì chúng ta giao dịch phái sinh đấy, chỉ số phái sinh tiếp tục đi lên đấy. Muốn mua chỉ số thì rất đơn giản thôi đấy, mua phái long phái sinh đấy, và nếu mà chúng ta có khả năng phân tích chỉ số tốt, những anh chị nào phân tích chỉ số tốt thì theo tôi là có thể thực hiện giao dịch phái sinh đấy. Và chúng ta với diễn biến ngày hôm nay VN30 F1M chuẩn bị đạt đến cái vùng mục tiêu mà trước đấy chúng ta xác nhận đấy, khu vực khoảng 1145 cộng trừ 5 điểm đấy, và với cái trạng thái như vậy thì bây giờ đã 1132 rồi. Thế có thể 1-2 phiên tới chúng ta bắt đầu tập trung để chốt lo đối với những nhà đầu tư nào mà trước đấy cũng đã mở được các cái vị thế quanh 1120. Thế với cái trạng thái như vậy thì theo tôi là bây giờ nếu mà mở mới long thì thực ra đến thời điểm này thì tôi cũng không thích quá thích cái điểm long tại thời điểm này nữa, mặc dù cái đà lên vẫn còn, bởi vì là chúng ta phải phải tập có cái thói quen là khi bắt đầu vào những cái điểm mua đẹp, những cái điểm mở lệnh đẹp là chúng ta phải mạnh dạn thôi. Đấy, chứ còn nếu bây giờ chúng ta chờ đến khi mà chạy một chập rồi, đấy, bây giờ từ cái điểm mua mà trước đấy chúng ta chia sẻ quanh 1115, 1116, 1117 là lên đến 15 điểm rồi. 15 điểm so với cả thị trường phái sinh là tương đương với tỷ lệ ký quỹ là chúng ta đã lãi được đến 7% rồi mà chúng ta mua đuổi tiếp, thì rõ ràng kể cả chúng ta có kiếm được lợi nhuận đi chăng nữa thì cái việc chúng ta đối mặt với chẳng may rủi ro quay ngược điều chỉnh là rất là cao. Đấy, nên theo tôi là bây giờ trong cái tình huống như này thì trên thị trường phái sinh thì tôi nghĩ là nên tập trung để chờ chốt lo. Đấy, còn có thể khi mà VN30 F1M bứt ra khỏi cái vùng 1.45 để vươn lên những cái vùng mục tiêu tiếp theo, ví dụ như là Fibo 1.272, 1.185 thì tôi nghĩ là sẽ có một cái giai đoạn tiệm cận cản, sau đó sẽ có giai đoạn tích lũy, thì lúc đấy nếu mà chúng ta đánh giá tình hình thị trường còn đà, chỉ số còn đà thì lúc đấy chúng ta sẽ tính mở lệnh ở ở phía sau. Đấy, thì đấy là cái chia sẻ đầu tiên trong buổi ngày hôm nay. Thế phần tiếp theo thì chúng ta sẽ tập trung xem là giai đoạn này trong một cái bối cảnh thị trường khi mà cũng đến chúng ta gọi là đến giai đoạn mà cũng xác suất mặc dù cũng mà mạnh dần, sức mạnh điểm chung và sức mạnh VN30 đều duy trì mạnh dần nhưng bắt đầu xác suất lên cái vùng trên 90%, thị trường rung lắc đấy, như vậy phân hóa mạnh như vậy thì chúng ta lựa chọn cổ phiếu như thế nào? Thế thì theo tôi thì chúng ta sẽ tập trung vào ngày hôm nay sẽ tập trung những cái cổ phiếu mà vẫn cái quan điểm cũ có sức mạnh A hoặc tích lũy A. Đấy, trong trên chúng ta dùng là máy lọc cổ phiếu để chúng ta quét cho nó phủ được toàn bộ những cái cổ phiếu đáng chú ý. Tất nhiên không phải cổ phiếu nào chúng ta cũng sẽ mua. Đấy, chúng ta sẽ phải xem thêm. Đấy, thì anh chị có thể sử dụng máy lọc cổ phiếu ở đây. Thì cái cách làm thì cũng đơn giản, anh chị có thể xem các cái video hướng dẫn của chúng tôi đấy, thì về việc sử dụng máy lọc cổ phiếu. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ điểm qua các cái cổ phiếu đáng chú ý xem là có điểm cổ phiếu nào có điểm mua đẹp để đánh ngược được thị trường hay không. Đấy, đầu tiên là ASM. ASM cũng liên tục vào cái danh mục khuyến nghị của chúng ta những ngày gần đây rồi đúng không?
ASM thì tôi nghĩ là bắt đầu có những cái điểm mở mua có thể cân nhắc. Đấy, khi mà động lượng bắt đầu có tín hiệu đảo chiều đường màu xanh cắt lên màu cam, cổ phiếu sau một thời gian tích lũy, hôm nay là có tín hiệu chinh phục cái Fibo 0.5 thì chúng ta có thể mở lệnh mua để kỳ vọng cái nhịp tăng tiếp theo sẽ vươn lên cái vùng mục tiêu Fibo 0.618, vùng 12.2. Đấy, và cắt lỗ ngắn hạn thì tôi nghĩ là vẫn để ở cái khu vực đường 20 thôi. Đấy, dâng cái cắt lỗ ngắn hạn lên quanh khu vực khoảng 10.3, 10.4. Đấy, như vậy ASM một cái cơ hội đầu tiên là chúng ta có thể cân nhắc. AGR thì tôi nghĩ là chưa có điểm mua đẹp. Đấy, nếu mà anh chị nào mà đang có cổ phiếu thì có thể cân nhắc chốt lời nếu cổ phiếu này không giữ được đường MA5. Đấy, khu vực bây giờ là 12 14.3, nếu không giữ được 14.3 thì chúng ta chốt. Đấy, hoặc là nếu mà giữ được 14.3 mà đi lên cái khu vực Fibo 0.1.272 vùng 15.8 thì chúng ta xem xét chốt. Đấy, tại vì chúng ta không xem xét điểm mua AGR tại vì động lượng đang có tín hiệu giảm dần, và chúng ta lưu ý là động lượng giảm dần thì cái khả năng lên giá sẽ khó hơn. Đấy, đa phần khi động lượng giảm dần thì xác suất đi ngang và điều chỉnh sẽ cao hơn, nên chúng ta lưu ý là chưa mua một lệnh mua vội. BMP thì tín hiệu ngày hôm nay lại không đẹp lắm, như vậy chúng ta sẽ quan sát thêm, tại vì tín hiệu ngày hôm nay thì lại động lượng lại đảo chiều, đường màu xanh lại cắt trở lại đường màu cam, như vậy có thể nó lại điều chỉnh xuống nên chúng ta chưa vội. Như vậy có thể chưa chinh phục được ngay cái Fibo 1.0 vùng 94, có thể cần phải tích lũy hoặc là điều chỉnh thêm, nếu chúng ta kiên nhẫn chờ thêm. Đối với DIG ngày hôm nay tín hiệu cũng không đẹp, như vậy là tín hiệu động lượng đảo chiều như này, như vậy DIG sẽ cần tích lũy thêm, nếu muốn đi lên thì sẽ cần phải đi ngang hoặc là điều chỉnh để lấy đà. Đấy, như vậy là nếu mà chúng ta định mua mới DIG thì chúng ta chưa vội. Đấy, còn chặn lỗ ngắn hạn thì tôi nghĩ là vẫn để ở khu vực khoảng 21.1 thôi, khi nào mà gãy 21.1 thì mới phải bán nếu đang có sẵn DIG, còn nếu không thì chúng ta cứ giữ tiếp, có thể phải cầm qua cái nhịp điều chỉnh này. CTD thì tôi nghĩ điểm mua này cũng không đẹp, động lượng đang đảo chiều đường màu xanh cắt đường màu cam khi mà cổ phiếu đang gần kề cái cản Fibo 1.0 vùng 3 7 73.5. Đấy, tại ngày hôm nay có cây nến là đảo chiều khi mà lên đến vùng 72 đảo chiều về, như vậy nếu mà chúng ta định chờ cái điểm mua CTD thì tôi nghĩ là chờ thêm. Đấy, còn nếu mà chúng ta đang có sẵn CTD để chờ bán thì lưu ý là nó có một cái ngưỡng hỗ trợ MA5 vùng 67.5. Đấy, nếu mà chúng ta thấy là vi phạm 67.5 chúng ta có thể cân nhắc bán, hoặc là nếu mà chúng ta chưa có lời nhiều chúng ta mua ở vùng nền giá thì chúng ta có thể chặn dưới theo đường MA20. Đấy, khu vực khoảng 65.6, tại vì cổ phiếu khi mà động lượng như này thì sẽ cần thời gian tích lũy thêm hoặc là điều chỉnh. HAH HAH thì ngày hôm nay tôi nghĩ điều chỉnh thì cũng không phải quá xấu, bởi vì sau khi gặp cái cản Fibo 0.5 thì có thể là sẽ điều chỉnh để lấy đà. Động lượng vẫn tích cực, như vậy là chúng ta giữ tiếp. Nếu mà chúng ta trước đấy chúng ta mua rồi thì chúng ta giữ tiếp, và nhịp này chờ điều chỉnh xong thì tập trung để chốt lời nếu mà nó lên quanh cái khu vực 52.5. Đấy, còn nếu mà muốn mua thêm thì có thể tranh thủ những cái phiên nhúng về quanh 445, thì chúng ta có thể 446, 447 chúng ta mua thêm. Đấy, cắt lỗ ngắn hạn thì tôi vẫn duy trì ở cái mốc là 42.8. EGC thì chưa có điểm mua đẹp. EGC thì vẫn đang động lượng đang có tín hiệu đường màu xanh cắt xuống đường màu cam, như vậy là chúng ta có thể canh chốt lời nếu cổ phiếu này gãy đường MA5 khu vực 15.4 thì chúng ta chốt, còn nếu mà không gãy thì chúng ta chờ nó lên khu vực 16.5 chúng ta cũng chốt. Đấy, còn điểm mua mới thì tôi nghĩ là chưa có. MIG mặc dù là xung lực đẹp, xu hướng đẹp nhưng cổ phiếu đã lên liên tục. Như vậy là cổ phiếu này khi mà lên liên tục và mới bứt qua khỏi cái Fibo 0.618 vùng 18.7 thì sẽ có một cái khoảng thời gian tích lũy. Thì theo tôi với cổ phiếu này chúng ta nên chờ tích lũy. Đấy, có thể động lượng sẽ cần một cái nhịp đảo chiều đấy, để mà cổ phiếu tạo một cái đáy mới, tạo một cái vùng nền giá mới. Sau đó thì mới đi lên tiếp để chinh phục những cái mốc ở phía trên. Đấy, Fibo ví dụ như phía trên là Fibo 0.786 vùng 20.6. Thế theo tôi đối với MIG chúng ta chưa cần bộ ngay. Đấy, nên chờ một là điều chỉnh quay trở lại quanh cái giá thấp nhất của phiên ngày hôm nay, tức là nếu mà có mua được ở cái vùng khoảng độ 18.4 thì mới mới vội mua. Đấy, còn nếu mà không có giá 18.4 chúng ta cứ kiên nhẫn chờ nó tích lũy thêm. Đấy, còn cắt lỗ ngắn hạn thì chúng ta để khu vực khoảng 15.17.5 tương đương với đường 20. PDR
PDR thì tôi nghĩ là cũng chưa có điểm mua đẹp nên kiên nhẫn chờ thêm. Đấy, bây giờ là chúng ta phải chọn lựa kỹ thôi. Đấy, bởi vì thị trường phân hóa như vậy mà chúng ta không phải cổ phiếu nào cũng có thể đi lên được. Đấy, PDR cái động lượng nó đang giảm dần khi mà cổ phiếu đang gặp cản Fibo 1.0 vùng 17.2. Thế thì có thể cổ phiếu này sẽ cần điều chỉnh hoặc tích lũy ngang. Thế chúng ta cứ quan sát thêm. VGC tôi nghĩ cũng chưa cần vội. VGC thì bây giờ cũng động lượng đang giảm dần, như vậy có thể nó sẽ cần tích lũy thêm nếu muốn chinh phục cái Fibo 0.618 vùng 437. Đấy, chúng ta có sẵn cổ phiếu thì chúng ta chặn dưới theo đường 20, nếu gãy thì mới phải bán. Đấy, còn nếu không gãy thì đợi tín hiệu đảo chiều động lượng. Đấy, thì chúng ta sẽ kỳ vọng cái mục tiêu tiếp theo, nếu mà động lượng đảo chiều thì kỳ vọng ở cái khu vực 48.9, nhưng điểm mua mới thì chúng ta phải chờ thêm thôi. VCS thì tôi chờ chốt lời thôi. VCS trước đấy chúng ta cũng đã khuyến nghị mua từ sớm rồi. Thế bây giờ vẫn kiên nhẫn chờ chốt lời. Đấy, động lượng vẫn tích cực thì chờ chốt lời ở quanh khu vực 65.6. VCI cũng đang có điểm mua mới đấy. VCI tôi thấy là khá ổn sau một thời gian lên trên cái Fibo 1.0. Tích lũy khá đẹp, có tín hiệu động lượng đảo chiều. Thế nếu mà các anh chị chưa có cổ phiếu chứng khoán thì có thể cân nhắc trường hợp VCI. VCI có thể mua quanh khu vực 38, cắt lỗ ngắn hạn thì tôi nghĩ là cũng để khoảng giá thấp nhất 5 phiên trở lại đây, khoảng giá 36. Còn chốt lời thì tôi kỳ vọng nếu nhịp này chạy tiếp thì sẽ chốt lời ở cái Fibo 1.272 vùng 43. VTP thì nếu mà chúng ta có sẵn cổ phiếu rồi thì vẫn duy trì chặn dưới thôi, duy trì chặn dưới vùng 39, nếu gãy vùng 39 mới phải bán. Đấy, còn nếu mà chưa gãy vùng 39 thì chờ chốt lời ở cái vùng 44.4. Đấy, còn điểm mua mới thì chưa có điểm mua đẹp bởi vì động lượng nó vẫn đang giảm dần thì có thể cổ phiếu sẽ cần tích lũy thêm. CTR thì cũng cũng quanh khu vực này thì chúng đã mở mua rồi thì tôi nghĩ vẫn chờ tiếp. Đấy, có thể là chờ chốt lời nếu mà cổ phiếu lên cái khu vực 77.6, hoặc là nếu mà không lên được 77.6 mà gãy cái vùng 71.3 thì chúng ta mới phải bán, còn giờ thì chúng ta vẫn giữ tiếp. Bình Sơn thì theo tôi là vẫn quan sát thêm, tại vì Bình Sơn động lượng vẫn đang giảm dần. Đấy, và cổ phiếu này thì cũng chịu cái sự ảnh hưởng bởi giá dầu gần đây nó cũng yếu nên chúng ta cũng theo dõi thôi. GMD thì đang có tín hiệu động lượng, đang có dấu hiệu đảo chiều đường màu xanh cắt xuống đường màu cam, như vậy có thể cổ phiếu này sẽ cần tích lũy thêm quanh cái khu vực 52 cho đến 525. Đấy, trước khi mà lên cái khu vực giá mục tiêu tiếp theo 57. Thì chúng ta nếu mà mua rồi thì chúng ta giữ tiếp, đặt chặn dưới thì tôi nghĩ cứ vẫn duy trì chặn dưới theo đường 20, khu vực 50.8. Đấy, nếu không gãy 50.8 chúng ta cứ giữ tiếp thôi. Đấy, còn nếu mà điểm mua thêm thì chúng ta chờ cái tín hiệu động lượng cải thiện lại thì chúng ta mới canh mua thêm. IDC hôm nay thì hơi yếu, như vậy IDC sẽ cần phải điều chỉnh rồi. Đấy, động lượng lại đảo chiều giảm, như vậy chúng ta vẫn có sẵn cổ phiếu rồi thì chúng ta vẫn duy trì chặn dưới theo đường 20, khu vực 42.2. Nếu gãy 42.2 thì phải bán, còn nếu không gãy thì chúng ta chờ đợt này điều chỉnh xong rồi có thể nó sẽ tăng lại. Đấy, thì chúng ta lưu ý chưa mua vội và chờ, nếu có sẵn thì chờ điều chỉnh xong. AIB chắc là nhóm ngân hàng thì tôi nghĩ cũng không quá khả quan. AIB thì động lượng cũng đang giảm dần nên chúng ta chưa vội, nếu mà chúng ta định thích AIB thì cũng chờ một cái nhịp sau. LP Bank vẫn còn đà lên, nhưng lưu ý là tôi cũng chỉ kỳ vọng là nhịp này lên 16 thôi. Nên lưu ý là mua thì có thể mua quanh 15 thì cũng được, cắt lỗ 14.8 và kỳ vọng chốt lời 16. Động lượng thì cũng đang tích cực nên cũng có thể cân nhắc. PHR có vẻ là chỉnh xong rồi. PHR là sau khi mà lên gặp cái cản Fibo 0.5 vùng 47.3 thì đang có dấu hiệu là tích lũy xong, tín hiệu động lượng cải thiện. Thế thì nếu mà chưa có PHR có thể cân nhắc mua vùng 47.7 cho đến 47.8. Cắt lỗ ngắn hạn thì tôi nghĩ là để theo đường 20. Bây giờ là khu vực khoảng 46.5, gãy 46.5 thì mới phải bán. Đấy, còn mục tiêu thì tôi nghĩ là hướng đến cái vùng 52. SIP thì cũng đang ổn. Đấy, tạo đáy ngày hôm nay tạo đáy thành công ở cái đường M20. Như vậy nếu mà thích thì có thể cân nhắc canh mua quanh cái khu vực khoảng 107.
Chốt lời thì tôi kỳ vọng nhịp này thì cũng kỳ vọng lên cái khu vực khoảng 1.17 thôi. Đấy, cũng không kỳ vọng quá xa. Cắt lỗ ngắn hạn thì ở khu vực khoảng 104.8. Động lượng thì cũng đang tích cực. Tiên Phong Bank cũng đang có động lượng, cũng đang tích cực. Đấy, nhưng cái biên lợi nhuận thì tôi chỉ kỳ vọng lên đến 19 thôi. Đấy, mà bây giờ giá đang khoảng 15.85 thì từ 18.5 lên đến 19 thì cũng chỉ có khoảng độ cỡ khoảng độ 2-3%. Đấy, các anh chị cân nhắc thêm xem cái biên độ có đủ hay không. Cắt lỗ ngắn hạn thì sẽ để ở khu vực khoảng 18.3. Đấy, nói chung là cổ phiếu ngân hàng cái dịp này tôi không kỳ vọng nhiều. Đấy, có lên chỉ khoảng 3 đến 5% thôi, nhưng cũng không phải quá nhiều. VAB thì cũng vậy thôi. VAB thì còn so với các cái cổ phiếu như Vinliên Việt Postbank hay như là cổ phiếu vừa rồi là trường hợp Tiên Phong Bank thì tôi nghĩ không bằng, bởi vì là 2 ngày nay nó có dấu hiệu là cái giá thấp nhất nó xuống dưới đường 20. Đấy, và cổ phiếu này cũng ở sàn Upcom, và các cái cây nến chúng ta nhìn các cái cây nến nó cũng không mấy tự nhiên, tức là cái có cái sự thiếu tự nhiên ở trên cái đường đi cổ phiếu, nên theo tôi là thôi cổ phiếu này chúng ta bỏ qua thôi. MBS thì chắc là cần phải chỉnh điều chỉnh tiếp. Đấy, MBS ở trên sàn Hà Nội rất là chậm. Đấy, sàn Upcom, sàn Hà Nội đều chậm. Thế là động lượng đang giảm dần. Nếu mà chúng ta có sẵn cổ phiếu thì thôi cứ treo tiếp theo chặn dưới theo đường 20, khu vực 18.4, gãy 18.4 thì mới phải bán. Đấy, còn nếu không gãy thì có thể là nhịp này nó điều chỉnh xong, có thể nó không điều chỉnh mà nó đi ngang. Đấy, tức là nó cần tích lũy xong thì nó đi lên tiếp. Thì nếu mà không gãy 18.4 thì có thể kỳ vọng bán ở 21.2. Còn mua thêm thì chưa vội, bởi vì là tín hiệu nó đang chưa đẹp. Vinhome ngày hôm nay tín hiệu cũng không đẹp nữa rồi. Tín hiệu động lượng lại đường màu xanh cắt xuống đường màu cam. Đấy, trong khi đấy nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đa số đều khá là tích cực thì Vinhome lại điều chỉnh. Nói chung là Vinhome, Vincom rất là khó đầu tư, rất là khó, kể cả chúng ta tìm những cái điểm mua đẹp nhưng cái độ tin cậy nó không cao. Đấy, nhưng kiểu như là cái cách giao dịch của cổ phiếu mà chúng ta muốn đọc được nó khó, nên thôi nếu mà chúng ta cảm thấy giao dịch Vinhome khó quá thì chúng ta bỏ qua. Đấy, như vậy là ngày hôm nay thì tôi cũng điểm qua một số các cái cổ phiếu đáng lưu ý. Đấy, thì hy vọng những cái chia sẻ vừa rồi của tôi sẽ hỗ trợ được cho các anh chị và các bạn trong quá trình ra quyết định. Nếu các anh chị và các bạn vẫn gặp khó khăn thì có thể liên hệ mở tài khoản với ID 4088 của eBroker để tham gia các cái nhóm tư vấn trong phiên dịch chúng tôi. Ngoài ra nếu các anh chị và các bạn thấy video tôi vừa chia sẻ là hữu ích thì có thể like, share, đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Nhưng một lần nữa cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo của Đầu tư từ đầu.